Dạ, thưa Phật, kính thưa đại chúng, buổi học trước chúng ta đã học xong bài kinh Niệm Xứ số 10. Thì chúng ta biết kinh Niệm Xứ tức là nói về bốn vấn đề quán niệm, thân thọ, tâm pháp. Và như Đức Phật đã nhận định, đây là cái con đường ngắn nhất, con đường tắt để mà có thể nói thêm một cái nữa, tức là con đường rất là an toàn. Nếu chúng ta thấy thực hành những cái pháp môn khác nhiều khi là nó còn có cái side effect, tức là nó bị thế này bị kia, nhưng mà con đường này là rất an toàn, chúng ta không có sợ là đi thế này đi thế kia. Mặc dù là việc chúng ta thấy là có nhiều người vẫn nói là tu thiền không cẩn thận là mình xem tin một cái gọi là cầu hoàn độc ma không, nhưng chúng ta thấy là những cái vấn đề khác thì có thể xảy ra, tức là cũng nó gọi là nó đạt đến một cái, nó không hẳn là cái tàu hỏa tầm ma đối với thiền định, mà tức là nó đạt đến một cái tham vọng nó quá mức. Khi mà mình đạt được một cái mức độ, một cái chứng đắc gì đó, chúng ta thấy là cái tham vọng nó quá mức thì nó thành ra là nó xảy ra những cái hệ lụy khác giống như này để người ta chúng ta biết rồi. Và tuy nhiên thì cái con đường này nó rất là smooth, tức là đi lên từ từ, không có bị bất kỳ cái nguy hiểm nào, cho nên chúng ta cứ yên tâm và thực hành. Thì 10 cái bài kinh đầu, như trước đã nói, cái cuốn kinh trung bộ của chúng ta có 50 bài chia ra làm 5 phần. Thì phần thứ nhất là 10 bài chúng ta đã đi qua. 10 bài này được gọi là pháp môn căn bản, hay là nó nói lên tất cả các cái điều căn bản của pháp, cái con đường hướng đi cho chúng ta. Tất cả những cái bài kinh trung bộ khác chỉ nằm trong 10 bài thôi, triển khai trong 10 bài này. Và đặc biệt nếu mà chúng ta nói ngắn gọn nữa thì nó là triển khai của hai cái bài kinh đầu là tưởng chi thắng chi, hoặc là như lý tác ý và phi như lý tác ý. Ngày hôm nay chúng ta sẽ sang cái phần thứ hai của bài kinh, tức là 10 bài kinh tiếp theo, và được gọi là tiếng rống sư tử, tức là 10 cái bài kinh này. Chúng ta biết là cái tiếng rống sư tử rồi, là con sư tử nó là mãnh chúa, khi mà nó gầm rú lên là tất cả các cái loài khác phải run sợ. Thì ở đây tất cả 10 cái bài này là những cái pháp mà pháp lớn Đức Phật nói lên, hoặc là các vị đệ tử, thánh đệ tử nói lên, là khiến cho tất cả những cái ngoại đạo khác phải cầm nín. Và chúng ta có 10 bài, và tất nhiên những cái phần sau là ảnh du, song đôi và phần đặc biệt, thì từ từ chúng ta sẽ học. Thì cái bài kinh đầu tiên trong cái 10 bài tiếp theo thuộc phần tiếng rống sư tử thì nó chính là bài kinh Tiểu Kinh Sư Tử Hống. Và tất nhiên Tiểu Kinh Sư Tử Hống thì chúng ta sẽ có một cái bài khác gọi là Đại Kinh Sư Tử Hống. Thì chúng ta thấy là Tiểu Sư Tử Hống với Đại Sư Tử Hống đây là gì? Thế là rống to, rống nhỏ hay là sao? Chúng ta thấy là Tiểu Kinh Sư Tử Hống ở đây không phải là những lời tuyên bố nhỏ, hoặc là Đại Kinh Sư Tử Hống là những tuyên bố lớn, mà trên thực tế là chữ tiểu đây nó là ngắn, là cái bài kinh nó ngắn hơn, hoặc là nó không có chi tiết,
bằng cái bài kinh Đại Kinh Sử Sư Tử Hống thì chúng ta sẽ học nó ngắn hơn và nó không có chi tiết hơn, cho nên không có ý nghĩa là to lớn hay là gì cả. Thì đây chắc hẳn chúng ta bản thân thầy khi mà chưa đi tu, thậm chí đi tu rồi cũng vẫn có người hỏi, và chúng ta có được nghe ai hỏi rằng là tại sao đi theo đạo Phật mà không đi theo đạo khác, hoặc là ở đạo nào cũng tốt mắc gì phải đi theo đạo Phật. Chúng ta có nghe những cái lời hỏi như vậy, và chúng ta trả lời làm sao? Thì đạo nào cũng hay đấy, họ nói đúng, họ nói trên cái khía cạnh họ nói rất là đúng, bởi vì thứ nhất là đưa ra cái lý do là gì, ở đạo nào cũng dạy con người ta làm ăn tốt đẹp chứ đâu có dạy người ta trộm cắp sát sinh đâu. Thì mức độ thế đạo Phật cũng dạy con người ta là đừng có trộm cắp năm giới đấy, rồi mười giới chúng ta thấy là không trộm cắp, không sát sinh, rồi thì mấy kia cũng vậy thôi, nó hơn gì đâu. Thì cũng được, nhưng mà người ta nói là tôi lên thiên đàng cũng là rốt ráo, nhưng mà tức là với mình ấy thì mình cho rằng là cõi trời thì là đúng là theo quan điểm của đạo Phật ấy, thì cõi trời cũng là một trong tam giới, nhưng mà đối với họ ấy, tức là lên cái thiên chúa, tức là về cái cõi vĩnh hằng, tức là theo như họ tức là rốt ráo ấy. Chúng ta thấy là họ nói là đạo Phật đầy đạo đức, họ cũng đầy đạo đức, đạo Phật đầy đến vĩnh hằng thì tôi cũng vĩnh hằng hơn gì nhau đâu. Thì đúng là trên cái tinh thần trả lời như chúng ta thì là đúng, và chúng ta biết là ở đây chúng ta thấy là chẳng hạn như này, mình có một cái tất nhiên chúng ta nói thì đúng ấy, nhưng mà phải có cái bằng chứng thực tế để chúng ta lập luận thì họ mới thuyết phục được. Thì đây đưa ra một cái ví dụ sơ khởi, và đi vào cái chi tiết bài kinh chúng ta sẽ thấy Đức Phật qua bài kinh này, Đức Phật chỉ cho chúng ta cái cách lập luận. Thì bây giờ nói là đạo nào cũng tốt, nó giống như là chúng ta nói rằng là tốt nghiệp đại học xong anh nào cũng giỏi, hoặc là tốt nghiệp đại học xong thì tất nhiên hoặc là đại học nào cũng tốt, tốt nghiệp đại học xong anh nào cũng giỏi. Là bởi vì sao? Phải học giỏi mới tốt nghiệp đại học được, mà đại học nào cũng tốt là bởi vì mỗi người có một cái quan điểm khác nhau, tức là có một chí hướng khác nhau, người thích học kinh tế, người thích học lập trình vân vân, thì mỗi người ra có một việc làm riêng và cũng gọi là nhất nghệ tinh nhất thân minh, thì ai cũng có một việc làm, ai cũng phát triển cả. Thì nói là anh nào học đại học xong cũng giỏi, nhưng mà chúng ta thấy là có những anh chỉ học đến đại học và ngừng, nhưng mà anh kia ấy có điều kiện anh học lên thạc sĩ, anh học tiến sĩ thì tất nhiên anh được hơn các anh đại học rồi. Chúng ta thấy là cái cấp độ nó khác nhau. Thì tương tự đạo Phật như vậy, chúng ta thấy là ở cuộc đời này thì rõ ràng là đạo nào cũng dạy về đạo đức cũng đúng, cái đó là rất rõ ràng rồi. Nhưng mà chúng ta thấy là nếu mà chúng ta học các cái bài kinh khác, chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng là Đức Phật tuyên bố một cái câu như này, tức là người ở thế gian chỉ đủ khả năng để khen ngợi Ngài về giới đức mà thôi, chứ không đủ khen đến cái trí tuệ của Ngài. Bởi vì chúng ta biết tại sao, bởi vì cái trí tuệ của chúng ta là phàm phu, như cái bài kinh đầu đó, 1/16 hoặc là 1/8 của đạo Phật, chúng ta ở cái mức độ mà lớp 1 ấy, thì chúng ta khen lớp 1 được, chúng ta ở cấp độ high school thì chúng ta khen những người high school thì tương đương được, nhưng mà chúng ta thấy là cái cấp 1 nó không thể khen những người học đại học như thế này hay cái kia hay cả, bởi vì không biết cái gì để mà khen. Thì cũng giống như vậy, ở cái mức độ của chúng ta là phàm phu, chúng ta chỉ khen, tức là chúng ta cũng đang nỗ lực giữ giới. Nếu Phật dạy năm giới thì chúng ta muốn mình tốt thì chúng ta cũng giữ năm giới. Thì cái giới đức này Phật dạy ra để chúng ta ngăn cấm, hoặc là để cho chúng ta đừng có phạm phải ác nghiệp, để giữ cho một cái trật tự đạo đức xã hội, thì nó dựa trên cái nền tảng đạo đức xã hội. Cho nên rằng đạo nào cũng dựa trên cái nền tảng xã hội thì nó giống nhau, về mặt đạo đức thì đạo nào cũng giống nhau hết. Nhưng mà để vào chi tiết hơn, tức là gọi là chuyên gia hơn đó, thì nó sẽ khác. Và cái bài kinh này chúng ta thấy là Đức Phật sẽ cho chúng ta thấy là cái sự hiển bày khác biệt nhau như thế nào, và chúng ta sẽ có thể trả lời cái câu hỏi đạo nào cũng tốt một cách chi tiết hơn.
Thì trên thực tế chúng ta thấy là cái câu hỏi mà đàn nào cũng tốt đó thì không phải đến ngày nay chúng ta mới hỏi, mà thầy Đức Phật rất nhiều người bị hỏi, rất nhiều các tỷ giáo bị hỏi rồi. Chúng ta cũng mở sách ra chúng ta đọc là cái gì có hết rồi đó. Bởi vì cái ngày nay ấy, cái việc mà tranh chấp giữa đàn này thì không có bằng được cái thầy Đức Phật. Thầy Đức Phật rất là phức tạp, mà Đức Phật có thể với các tỷ kheo có thể tồn tại vững chãi trong suốt cái thời kỳ lịch sử Ấn Độ lúc mà đạo Phật ra đời cho đến biết bao nhiêu năm, thì chúng ta thấy là nó đã được trải qua cái thời gian thời kỳ rèn đũa rèn luyện rồi được gọi là sàng lọc rồi, cho nên là chúng ta cứ tin tưởng càng học thì chúng ta sẽ càng vững ra, mà chúng ta sẽ càng thấy rằng là phát triển được một cái đức tin mà của chúng ta gọi là tin bất thối. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào cái bài kinh Tiểu Kinh Sư Tử Hống ở trang số 102 và bài số 11 thuộc kinh Trung Bộ. Và chúng ta phân tích cái tên kinh trước. Tên kinh trước Pali là Chulasiha Nara Sutta, tiếng Anh là The Shorter Discourse on the Lion Roar. Thì chữ Chula tức là nhỏ hoặc là ngắn, là đại cương. Chữ Siha tức là sư tử. Nara là âm thanh lớn hoặc là tiếng rống. Chữ Sutta tức là kinh, chúng ta biết rồi. Chúng ta đọc cái phần phát yếu bằng tiếng Anh này để biết được tổng thể của cái bài kinh muốn nói cái gì. Chúng ta cùng đọc. Chula Siha Nara Sutta The Soil Discourse on the Lion's Roar. The Buddha declares that only in his dispensation can the four grades of noble individuals be found, explaining how his teaching can be distinguished from other creeds through his unique rejection of all doctrines of self. Chulasiha Nara Sutta, the sorrow discourse on the lion roar. Sorrow ngắn, discord là pháp thoại, bài pháp. Lion sư tử, roar là tiếng rống. Thì đây tiểu kinh, tức là bài kinh ngắn. Về chúng ta thấy tiếng Anh dịch rất là rõ ràng, the shorter tức là bài kinh ngắn hơn. Bài kinh ngắn về tiếng rống sư tử hoặc là tiểu kinh sư tử hống. The Buddha là Đức Phật declare tuyên bố that rằng only in his dispensation tức là trong cái hệ thống giáo pháp của ngài, hoặc là chúng ta có thể dịch ra là trong pháp và luật của ngài, hoặc là pháp luật ngài. Pháp luật tức là chỉ cho giáo pháp của ngài ấy. Can the four grades of noble individuals, đây là một cái thuật ngữ tức là bốn bậc thánh. Bốn bậc thánh chúng ta biết là những bậc nào? Chính là bốn quả A-la-hán, từ sơ quả đến tứ quả. Be found tức là có thể tìm thấy, tức là có thể đạt được, tức là chỉ trong giáo pháp của ngài mới có được bốn quả thánh này thôi, còn ngoài ra các đạo khác không có. Explaining giải thích, how his teaching tức là giải thích giáo pháp của ngài. Can be distinguished tức là giáo pháp của ngài khác với from other creeds, là cũng là một cái dạng tôn giáo, tức là các học thuyết khác. Và giải thích rằng giáo pháp của ngài khác với những cái tôn giáo khác through, thông qua his unique rejection, tức là unique là độc đáo hoặc là chỉ có duy nhất thôi. Rejection tức là duy nhất với đạo Phật, là rejection tức là từ chối, phủ nhận all doctrines of self, tất cả các cái triết thuyết về tự ngã. Bài kinh ngắn về tiếng rống sư tử, Đức Phật tuyên bố rằng chỉ ở trong pháp luật của ngài mới có được bốn thánh quả, và giải thích giáo pháp của ngài khác biệt với các tôn giáo ở chỗ
là hoàn toàn phủ nhận tất cả các cái triết thuyết học thuyết về tự ngã. Thì thông qua cái phần tất yếu, chúng ta thấy là cái điểm đặc biệt của bài kinh hoặc là cái nội dung chủ đạo của bài kinh ở đây chính là sự khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Và trong khi thứ nhất là chỉ có bốn thánh quả mới có thể tìm thấy ở trong đạo Phật, và khác biệt lớn thứ hai tức là chỉ ở trong giáo pháp Ngài mới tìm thấy cái học thuyết vô ngã, còn tất cả các học thuyết khác là chấp ngã dưới hình thức này hoặc hình thức khác. Và lần nữa chúng ta thấy là sẽ có hai học thuyết chấp ngã, đó là chấp thường, chấp đoạn. Chấp thường cũng là ngã liên quan đến ngã, và chấp đoạn cũng liên quan đến là ngã mà thôi. Chúng ta biết là chấp thường thì rõ ràng liên quan đến ngã rồi, nhưng mà tại sao nói chấp đoạn cũng liên quan đến ngã? Chấp đoạn tức là cho rằng là chấp thường thì chúng ta biết rồi, cho rằng là sau khi chết đó là chúng ta tồn tại mãi mãi, còn chấp đoạn tức là sau khi chết là chúng ta không còn gì nữa, mà tại sao vẫn là liên quan đến đến ngã? Dạ đúng rồi, nó con cái rất là đúng, tức là họ cho rằng là chết là hết á, cho nên là cứ mặc sức phục vụ cái ngã này, thụ hưởng dục lạc sung sướng, rồi làm bất kỳ cái điều thiện điều ác gì nó không có liên quan đến sau này nữa, cho nên cứ mặc sức phục vụ cho cái ưa thích của cái ngã, mình biết là mình thích là được thôi, thì nó cũng là liên quan đến ngã mà thôi. Thì chúng ta cũng sẽ biết rằng là cả hai học thuyết này đều đưa đến khổ đau và Đức Phật đã phải từ bỏ. Thì đó là cái nội dung chủ đạo của bài kinh, tức là nói về bốn thánh quả chỉ tìm thấy được ở trong đạo Phật, và cái khác biệt quan trọng nhất trong bài kinh đó chính là sự khác biệt giữa đạo Phật và đạo khác thông qua cái hệ thống nói về ngã, trong khi đạo Phật nói vô ngã thì các đạo khác tôn xưng về cái ngã. Thì cái duyên khởi của bài kinh này thì Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, tức là vườn của ông Cấp Cô Độc đó. Thì khi bấy giờ Đức Phật thuyết pháp thì có rất nhiều các cái tỳ kheo chứng được một trong bốn thánh quả này, và một số vị thì khởi lên, tức là có những người chứng rồi, có những người chưa chứng, thì khởi lên ý niệm rằng là không biết rằng là với cái hệ thống pháp luật của Đức Phật dạy thì chứng được bốn thánh quả, vậy thì không biết các đạo khác có hay không. Thì những người chứng quả ấy thì có thể biết được rằng là mình chứng kết quả và có thể tuyên bố được điều đó, nhưng mà và Đức Phật cũng khẳng định với những người, tức là giữa một cái hội chúng lớn có cả người đắc quả và người không đắc quả, với Đức Phật đó là chỉ trong cái giáo pháp của Ngài mới có được bốn thánh quả này, và Ngài đưa ra bằng chứng chẳng hạn như Ngài Ngũ Thiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất hay là Ngài Kiều Trần Như là những người đã đắc được những cái quả vị A La Hán. Thì Đức Phật tuyên bố rằng là chỉ có trong cái giáo pháp của Ngài có bốn thánh quả đó thôi. Thì những cái vị mà chưa đắc thánh quả đó, chưa có được cái trải nghiệm của bản thân ấy, thì khi mà đi ra khất thực như này đó thì cũng lặp lại Đức Phật, tức là nói lại rằng là chỉ trong pháp luật của chúng tôi mới có được bốn cái điều này, tức là mới có bốn được thánh quả này, thì những người khác họ không có chịu. Thì mình chúng ta biết là tôn giáo nào hoặc là vì đạo sư nào cũng muốn dành cái phần hơn cho mình, cho nên nói rằng là tại sao đám lớn gan, tức là nói lớn tiếng như vậy, tại sao mà nói chỉ có cái trong đạo của anh mới có được cái hệ thống bốn quả sa môn này, và cái lý do gì mà có thể tuyên bố được cái điều này. Thì những cái vị mà thì theo chưa chứng quả đó thì chưa có trải nghiệm qua, chưa kinh qua được cái bản thân mình, cho nên không biết trả lời làm sao. Về thì thưa lại Đức Phật, thì Đức Phật mới nhân cái nguyên do này, Ngài thuyết cái bài kinh này, tức là Ngài hướng dẫn cho những cái tỳ kheo mà đang trên cái lộ trình đắc quả có biết cách để đối đáp lại với đạo Phật. Ở đây nó không có mang cái tính chất là cạnh tranh đối đãi, mà tức là khi mà Đức Phật dạy như vậy ấy, thì sẽ khiến cho những người chưa có đức tin sẽ khởi cái niềm tin đối với lại pháp luật của Ngài. Thì đó là cái phần duyên khởi của bài kinh. Chúng ta mở sang trang số 103 và đi vào phần chính của bài kinh, tức là phần tóm tắt.
Phật bày cho các đệ tử đối đáp với ngoại đạo khi bị chất vấn lý do lời tuyên bố chỉ có trong đạo Phật mới có bốn thánh quả sa môn, tức là bốn đôi tám vị. Chúng ta biết bốn đôi tám vị là cái gì? Bốn đôi tức là tám, bốn nhân hai là tám thì gọi là bốn đôi tám vị. Đã đúng rồi, tức là nó chia ra làm hai. Sau này chúng ta sẽ gặp cái thuật ngữ đúng của nó, nhưng mà chúng ta biết là nó, và nên chúng ta biết là nó có bốn quả a la hán thì chúng ta biết rồi, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, tức là từ tư tu đầu hàng rồi đến a la hán, thì cái đó là những người đã đắc được quả rồi thì được gọi là, nếu mà chúng ta nói đủ tức là tư đà hoàn quả hoặc là a la hán quả. Còn những cái người mà đang hành đạo, tức là đang trên đường để đắc được cái quả đấy thì gọi là a la hán hướng hoặc là a la hán đạo, tức là đang hướng tới cái quả đó, hoặc là đang đạo, tức là con đường đang trên đường đi tới để đạt được cái quả đó. Cho nên nó thành ra là bốn hướng nữa thì thành ra là tám. Đó là một trong những thuật ngữ mà chúng ta cũng cần phải biết, là bốn đôi tám vị là tu đà hoàn quả, tu đà hoàn hướng cho đến a la hán quả, a la hán hướng. Thì Đức Phật nói tiếp là khi bị chất vấn cái lời tuyên bố chỉ trong đạo Phật mới có bốn thánh quả sa môn, tức là bốn đôi tám vị, thì nên trả lời rằng vì chúng tôi có bốn pháp là: thứ nhất là tin đấng đạo sư, thứ hai là tin pháp, thứ ba là viên mãn giới luật, và thứ tư là có những pháp hữu đại gia xuất gia mà chúng tôi thương mến. Đó là câu trả lời mà chúng ta có thể trả lời lại với lại những người khác. Thì ở đây tức là chúng ta trả lời trên cái tinh thần là thời Đức Phật, nhưng mà đối với chúng ta nó sẽ có những cái nó sẽ dịch đi một chút thì chúng ta mới thuyết phục được. Bởi vì cái này là bởi vì thời Đức Phật ấy, thì còn thực sự là có bậc đạo sư đã giải thoát và thực sự có những vị a la hán, và ngày nay chúng ta không có. Thì sau khi cái bài này thì chúng ta sẽ xem cho chúng ta sẽ phải sẽ dịch nó đi như thế nào. Thì ở đây bốn cái điều này, bốn cái pháp này tức là tứ bất hoại tính, tức là tin Phật, tin đấng đạo sư tức là tin Phật, tin pháp, viên mãn giới luật tức là tin vào giới luật, và có những pháp hữu tại gia xuất gia mà chúng tôi thương mến. Thương mến ở đây có phải là ái kính yêu quý gì không? Ở đây nó khác với lại, tức là có ái kính yêu quý nhưng mà nó khác với lại cái chữ ái, ái nhiễm. Ái kính, thương mến là tức là gì? Tức là chúng ta thấy là có vị thầy đó, có sư cô đó, hoặc là có những bạn hữu đó là tu hành rất là cẩn thận, tức là tu hành đâu ra đấy, cho nên là chúng ta đặt niềm tin vào đấy, chúng ta kính quý, và chúng ta một là chúng ta nương theo, chúng ta học hỏi, hai là chúng ta lấy đấy làm cái dạ. Thì đó là thương mến, tức là theo cái nghĩa đó. Thì ở đây đó chính là bốn cái đức tin. Và bốn cái đức tin này thì chúng ta thấy là nói đến đây chưa có đủ. Thì ở dưới chúng ta thấy rất rõ ràng là ngoại đạo sẽ hỏi, sẽ bạn lại này: thì tôn giáo nào cũng có bốn pháp ấy, đạo Phật có gì khác? Thì nên Đức Phật lại chỉ tiếp này, nên hỏi lại họ là cứu cánh là một hay nhiều? Nếu trả lời chân chính, họ phải nói chỉ có một. Tức là Đức Phật bày cho các tỳ kheo là trước hết, nếu mà hỏi rằng là tại sao dám nói rằng là chỉ trong đạo Phật mới có bốn thánh quả sa môn, thì Đức Phật chỉ cho rằng là hãy trả lời họ rằng là bởi vì trong pháp và luật của Thế Tôn nó có bốn pháp, tức là tin Phật, tin pháp, tin tăng và tin giới. Và chúng ta thấy là thông thường với chúng ta, và có thể nói là nói tổng quát về tất cả các cái đạo thời bây giờ đó, tức là họ chỉ có một cái niềm tin thông thường thôi. Nhưng mà đối với lại bốn cái pháp này trong đạo Phật đó, là lòng tin ở đây không phải là lòng tin thông thường mà nó phải có trí tuệ. Trí tuệ là thế nào? Thì đây chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng là bốn pháp này là tứ bất hoại tính. Khi mà chúng ta đạt được tứ bất hoại tính, tức là chúng ta đạt được ít nhất là quả dư lưu, sơ quả dư lưu.
là thấy rất rõ là ông Cấp Cô Độc ông ấy đắc được bốn pháp này rồi, cho nên ông thành cái bậc bất thối chuyển, và trong kinh cũng ghi rất rõ ràng là ông đắc quả Tu Đà Hàm, cho nên là bất kỳ ai nói xấu Đức Phật cũng không có thể mà làm lay chuyển ông được. Thì rõ ràng chúng ta thấy là để mà thành được bậc thượng lưu thì pháp của Phật ấy, nó có liên quan đến nhau, tức là nói cái này thì nó ra cái kia, tức là đạt được bốn cái pháp này ấy, thì thành được bậc thượng lưu, mà bậc thượng lưu muốn mà thành được bậc thượng lưu thì phải làm xong ba việc. Mà chúng ta còn nhớ là ba việc gì không? Phải đoạn trừ được thân kiến, nghi, giới cấm thủ. Chúng ta thấy là ngay đoạn trừ nghi là chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta mới đoạn trừ nghi được. Đoạn trừ thân kiến tức là đoạn trừ cái kiến chấp vào cái thân thể chúng ta, và chúng ta phải có trí tuệ chúng ta mới làm được. Mà không phải trí tuệ bình thường mà phải cái trí tuệ rất là sắc bén, phải trải qua một cái thời gian học đạo và tu đạo rất là lâu, chúng ta mới có thể đạt được cái trừ được cái nghi này, và trừ được cái thân kiến, và cuối cùng trừ được cái giới cấm thủ thì mới thành được bậc thượng lưu. Thì chúng ta biết nôm na vậy thôi, thì từ từ chúng ta sẽ từng bước sẽ thấy được cái trí tuệ ở trong đây, tức là nó sẽ nhấn mạnh cái gì, tại sao phải nói là đạt được bốn pháp thì thành thượng lưu, và có chỗ thì nói là đạt được diệt được ba cái thì thành thượng lưu. Nó có cái khác biệt ở trong đó, nhưng mà tạm thời chúng ta chỉ biết được là có được hai, một trong hai cái đó là chúng ta sẽ đạt được bậc thượng lưu. Còn nó khác biệt ở chỗ nào thì để giữ vốn để những lúc sau sẽ nói. Thì trước nhất đó thì trả lời rằng là có bốn pháp, Đức Phật bày cho chúng ta trả lời là có bốn pháp như vậy, cho nên là mới có được bốn quả sa môn. Thì ngoài đạo nghe đây họ chưa chịu nói là thì chúng tôi có bốn pháp đó, tức là gì, tức là chúng tôi cũng tin tưởng bậc đạo sư thì chúng tôi mới theo chứ. Rồi thì những cái lời mà bậc đạo sư chúng tôi nói ra thì chúng tôi thấy là nó hợp lý với chúng tôi thì chúng tôi cũng theo, thì cũng hai điểm đó là không khác gì là đạo Phật rồi. Thì rõ ràng là cái điểm thứ ba, tức là hệ thống nào không có cái quy tắc, cái khuôn khổ, khuôn phép và có những cái giới luật khác nhau. Và chúng ta biết là nếu như chúng ta nghiên cứu về cái đạo Ni Trần Tử đó, họ giữ giới luật còn rất là ghê gớm. Họ giữ cái mức tối đa, thậm chí họ sợ cái việc sát sinh đến lúc mà họ không dám dùng cái nước lạnh nữa. Tức là nước lạnh nó chứa nhiều côn trùng, người trùng đông, thế trong đấy họ rất giữ giới về nước rất là cẩn thận. Thì chúng ta thấy là họ có những cái giới luật và cũng có những cái trí tuệ đó. Thì nói là thì trong đạo trong cái hệ thống pháp luật của họ cũng có giới, và họ cũng có lòng thương mến với bạn đạo, tức là có niềm tin với các cái bạn đạo của họ, cho nên là họ mới có thể đoàn kết và tu tập được. Vậy thì cũng đâu có khác gì đâu. Thì đến đây Đức Phật mới chỉ bày tiếp một cái cách, tức là Đức Phật chỉ chúng ta đi từng bước một. Thì Đức Phật nói là nếu như mà bạn đạo nói như thế đó thì chúng ta có thể nói tiếp hỏi lại một câu là vậy thì cứu cánh là một hay là nhiều. Thì ở đây Đức Phật nói rất rõ rằng là nếu trả lời cách chân chính thì phải nói là có một. Chân chính tức là gì? Tức là trả lời cách chân chính á, tức là ở đây là nhớ là có một cái bài kinh trước đó trong kinh Trung Bộ chúng ta học và nói rất sớm, chắc là mấy cái bài ngay bài đầu tiên á, thì chúng ta thấy là Đức Phật có nói một câu là cái pháp của Ngài dạy là cốt cho người thấy biết và khéo tác ý. Không biết chúng ta nhớ cái đoạn đó không? Thấy biết, khéo tác ý và khéo, tức là khéo tuệ tri đó. Tức là gì? Tức là chúng ta mình chưa có nói, tức là chúng ta không có cứng đầu đó. Tức là nói chẳng hạn như là chúng ta nói là đi trên con đường Westminster này, tức là đi theo hướng này đó, là đến cái đoạn Fairview kia là cảnh sát họ có cái tai nạn họ chặn đường rồi, không có đi được tiếp nữa, hay đi đường khác đi, mà mình cứng đầu đấy, cảnh sát thì cảnh sát đi, tôi đến đấy tôi đi rồi, và chúng ta cứ làm chúng ta đi đến nơi nó chặn đường rồi, chúng ta không đi được, chúng ta phải quay lại thôi. Và trong khi chúng ta nói những người khác nói thì chúng ta không nghe, tức là cứng đầu là cái đó. Tức là cái pháp của Ngài dạy là để cho những người mà biết hướng thượng, tức là biết sửa đổi, biết tu. Chứ còn nói cho những người mà cứng đầu, tức là không có chịu hợp tác đó, thì không có nói. Thì đại khái là vậy, tức là nếu mà họ trả lời chân chính, tức là biết hợp tác đó,
để tìm ra cái đáp án, tìm ra sự thật, giống như trong cái không biết chúng ta học tin mi tiền vấn đáp không? Không biết là có cái đoạn chúng ta có nghe cái đoạn mà ông vua với ngài Na Tiên Tỳ Kheo đó, ngài Na Tiên có hỏi ông vua cái câu rằng là bây giờ ngài muốn vấn đáp với tư cách là một ông vua hay là vấn đáp với lại học thức học giả đó, thì ông vua hỏi là học thức học giả là cái gì mà vấn đáp với lại tuệ giác trí thức là cái gì, thì ngài giải thích rất rõ là vấn đáp với lại tư cách ông vua tức là áp đặt, tôi nói cái này nghe cái này, nói cái kia được nghe cái kia, còn tức là mà đối thoại một cách mà xin với nhau đó thì phải tôn trọng sự thật, nói sự thật ra mà đúng là phải công nhận. Thì ở đây cũng vậy, tức là nếu mà những cái người mà họ cứng đầu, họ không có muốn sửa đổi, không muốn hợp tác thì thôi hãy im lặng, còn nếu như mà họ là những cái người mà biết hợp tác thì trả lời một cách đúng đắn với cái câu hỏi cứu cánh là một hay là nhiều đó thì họ phải trả lời là một mà thôi. Tức là ví dụ cứu cánh là cái chuông đây thì nó có con đường này đến cái chuông, cái con đường này đến đi con đường này thì có một con đường nữa, chúng ta thấy là nó là những con đường song song, thì cái con đường của cái viết này nó đi thẳng đây thì không bao giờ gặp cái chuông, và cái con đường của cái vồ chuông này chúng ta đi thẳng chúng ta sẽ đụng cái chuông là nó sẽ đến chân lý. Thì rõ ràng là cái con đường đến chân lý nó có một thôi, còn tất nhiên là nếu như mà cái này nó đi vòng vòng và đến đây thì nó cũng phải muốn đến chân lý, nó cũng phải nhập vào cái vồ chuông này nó mới tới được. Thì rõ ràng là cái con đường đến chân lý và cứu cánh chỉ là một mà thôi. Vậy đến đây được chưa? Thì giống như cái câu mà nãy mình nói đó, tức là họ nói rằng là mình nói là đến giải thoát niết bàn, họ nói là đến với lại Thiên Chúa vĩnh hằng thì nó cũng giống nhau. Thì ở đây chúng ta phải cần đến một cái thân giáo, thì Đức Phật phân tích rất rõ, Đức Phật lại trả lời rất là nếu như mà họ hỏi họ ở trong cái bản kinh này thì không có nói rõ, nhưng mà trong sớ giải hoặc một số những nơi chú thích khác thì nói rất rõ, tức là họ nói rằng là cứu cánh là một hay là nhiều á thì chỉ nói là một, câu trả lời chân chính là chỉ có một, nhưng mà họ cũng có thể nói là vậy thì của tôi cũng là cứu cánh, vậy thì ở đây phải chứng minh là như thế nào là cứu cánh. Thì Đức Phật nói rằng là vậy thì các tỳ kheo hãy hỏi này, cái đoạn tiếp theo này, cứu cánh ấy dành cho người có tham hay không tham, và nếu như mà họ là trả lời cách chân chánh đó thì rõ ràng là cứu cánh đấy phải dành cho người không tham. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta thấy là nếu như mà chúng ta có tham, tức là sao? Tức là chúng ta có thiên vị này, mà có thiên vị tức là không bao giờ có cứu cánh. Tham là gì? Tức là chúng ta thấy là cái của ở trước mặt đó, chúng ta tham tức là chúng ta phải dùng mọi thủ đoạn là xê dịch nó đi để làm sao có lời chúng ta. Thế mà chúng ta có lời thì tất nhiên là cái đối phương phải làm thiện, thì chúng ta thấy là đã có sự thiên vị giữa ta và người rồi thì không bao giờ đưa đến cứu cánh được. Và cái lòng tham đấy tất nhiên là đưa đến hữu ngã, và hữu ngã thì chúng ta biết rồi, nó trong 12 nhân duyên rõ ràng là nó không đưa đến sự thật của cuộc đời. 12 nhân duyên tức là đưa đến sự thật của cuộc đời, mà còn hữu ngã tức là không có chặt được cái dây một cái mắt xích của 12 nhân duyên mà tồn tại, tức là 12 mắt xích nó tồn tại, và 12 mắt xích tồn tại thì không bao giờ chúng ta hiểu được sự thật của cuộc đời. Mà đã không hiểu được sự thật của cuộc đời thì không bao giờ cứu cánh tồn tại đối với chúng ta. Và Đức Phật nói tiếp này, hỏi tiếp tục cái câu hỏi như vậy, tức là nó có nhiều vấn đề, tức là nhiều cái cạnh trong xã hội, tức là hỏi về tham, tức là cứu cánh có dành cho người có tham không thì rõ ràng phải dành cho người không tham, và tương tự như vậy, hỏi về sân si ái chấp thủ vô trí, những cái này thì chúng ta dễ hiểu rồi, tức là nếu mà người nào có sân, có si, có ái, có chấp thủ thì hoặc là vô trí thì những người đấy rõ ràng là không đến cứu cánh. Vô trí ở đây tức là chúng ta thấy là không có trí tuệ, không hiểu được sự việc, hoặc là như trong những kinh khác có trình bày tức là vô trí nhưng mà vẫn làm được đạo sư được. Là nếu mà chúng ta học lên các cái bài kinh tiếp theo đó thì nó có một cái trong lục sư ngoại đạo chúng ta cũng biết là có một cái trường phái tức là chủ trương là nguyên biện luận. Nguyên biện luận tức là sao? Tức là nói vòng vo, nói cái này thì mình chạy sang cái hướng kia, tức là không có trả lời trực tiếp vào câu hỏi đấy, bởi vì mình không biết cụ thể cái câu hỏi đó nên trả lời như thế nào, hoặc là như thế nào là đúng, như thế nào là sai, thì chúng ta thản lời, chúng ta đánh lạc đúng, tức là chúng ta chuyển đề tài sang cái khác để nói cái này theo tôi thì nó có thể như này hoặc có thể như kia, chúng ta nói nước đôi nước ba mà không có chỉ ra một cái sự thật.
thì đó là cái người vô trí. Thì nếu mà cái người vô trí thì rõ ràng là cũng không đưa đến cứu cánh. Và đây có một cái nữa này, tức là vậy thì cứu cánh là dành cho người có phản ứng thuận nghịch. Chúng ta biết phản ứng thuận nghịch tức là sao? Thuận theo ta thì sống, mà nghịch theo ta thì chết. Chúng ta thấy là thuận nghịch đây tức là gì? Thuận nó sẽ đưa đến chúng ta cái lòng tham, tức là làm cái gì theo ý mình á thì mình vui. Vui tức là mình hướng về cái ngã của mình, tức là mình tham á, hoặc là có bao nhiêu tiền đưa hết cho ta thì lúc đấy là chúng ta thấy là chúng ta vui. Vui tức là chúng ta đặt hàng đấy. Còn nghịch tức là gì? Nghịch thì chúng ta đẩy ra cái gì mà nó không theo cái chiều theo ý của chúng ta đó là sai. Chúng ta không biết là chúng ta có đúng không, nhưng mà cái chiều ý ta là sai, đó là tính sau. Thì cái thuận nghịch này đó, chúng ta thấy là chỉ một câu này nó cũng rất là thâm trầm, nó đưa cho đến chúng ta thấy là nó sẽ khởi lên chúng ta các cái cảm thọ. Chúng ta biết là có ba cảm thọ đó: thuận thì tham khởi, nghịch thì sân khởi. Nó còn nhiều thứ để nói trong cái phản ứng thuận nghịch này đó, nhưng mà chúng ta không có thời gian, từ từ chúng ta sẽ gặp đi gặp lại. Và ngay khi không ưa ý luận cũng vậy, nó cũng rất là thâm trầm. Chúng ta hiểu cái câu mà ưa ý luận tức là sao? Tức là chúng ta nói cho vui đúng không? Nói tức là không trúng đâu đâu, tức là chỉ tranh cãi cho sướng miệng đúng không? Thì cái đó nó chỉ là ý nhỏ của ý luận mà thôi. Nên là chúng ta học đạo xong, chúng ta đem những cái hiểu biết chúng ta giải thích để chứng minh rằng là mình giỏi, hoặc là nói cho đã cái miệng của mình, nhưng mà không biết là mình có thể đưa đến được cái an tịnh tâm hồn không, và người nghe có đến đạt được đến cái an tịnh tâm hồn không. Nhưng mà chúng ta cứ nói cho đã cái miệng để chứng minh là mình giỏi đã, rồi còn ai nào tin sau mình biết. Thì đó là một trong những ý niệm của ý luận, nhưng mà cái ý luận này nó còn bao trùm cái hàm nghĩa còn lớn hơn nữa. Lớn hơn nữa là gì? Tức là tất cả những cái gì mà chúng ta nói hoặc là chúng ta thảo luận, mà nó hoặc là cái chủ trương chúng ta đưa ra mà nó không đưa đến cái mục đích của giải thoát, không đưa đến cứu cánh, hoặc là nó không làm cho chúng ta hướng thượng, tất cả những cái đó đều là gì? Tức là gì? Chẳng hạn như chủ trương quy định luận chẳng hạn, hoặc là chủ trương chấp thường chẳng hạn, chủ trương chấp đoạn chẳng hạn, tất cả những cái đấy cũng thuộc vào ý luận hết, vì nó không đưa đến mục đích giải thoát. Tức là chúng ta tranh biện là cái này, cái ngã là thường còn, cái ngã là không thường còn, nó chỉ đưa đến cái mục đích là thù hận lẫn nhau. Người chấp thường thì không ưa người chấp đoạn không ưa người chấp thường, thì xảy ra cái việc tranh cãi nhau, thì đó là một trong cái ý luận mà thôi. Thì chúng ta thấy là cái ý nhỏ của ý luận tức là chúng ta nói cho xứng miệng, nhưng mà cái ý sâu xa của nó là tất cả cái gì không đưa đến an tịnh tâm hồn, đưa đến hướng thượng, nó đều thuộc về ý luận. Thì một loạt Đức Phật đưa ra một loạt rằng là tất cả những người có tham, có sân, có si, có ái, có chấp thủ, vô trí, có phản ứng thuận nghịch, ưa ý luận, thì cái cứu cánh có dành cho những người đấy không? Nếu mà họ trả lời một cách chân chánh đó, thì phải trả lời rằng là cứu cánh không dành cho người có tham, không dành cho người có sân, có si, có ái, chấp thủ, vô trí và phản ứng thuận nghịch. Và ngược lại thì cứu cánh chỉ dành cho những người vô tham, vân vân. Thì chúng ta thấy tất cả những cái việc mà vô tham, vô sân, vô si, rồi cho đến hy luận đó, khi mà chúng ta đạt được đến mức độ đó, tức là chúng ta đạt được cái bình lặng của tâm hồn, tức là chúng ta có định đấy. Cái này thì rất dễ hiểu, khi mà chúng ta bình lặng đối với tham sân si với tất cả mọi thứ, thì tâm hồn của chúng ta rất bằng lặng như ta nói, là chúng ta khi mà cái định nó bằng lặng, chúng ta muốn chiếu soi cái gì vô thì cái đó nó hiện ra, đưa trí tuệ vô, đưa tuệ giác vô là nó phải hiện tuệ giác, chứ không có thể nào mà cái mặt hồ nó sáng trong như vậy, chúng ta đưa cái chuông mà nó ra bông hoa được, không bao giờ có cái chuyện đó. Chúng ta đó là cứu cánh, tức là dành cho người vô tham, vô sân, vô si. Thì đó là cái biện luận thứ nhất của Đức Phật. Thì Đức Phật ở đây, Đức Phật đưa ra cái điều đó thì Đức Phật để chứng minh cho rất rõ rằng là tự họ phán xét, họ đã thấy rằng là Đức Phật không có những cái việc này. Và trên thực tế thì những cái đạo sư khác rõ ràng là có những cái việc đó, chẳng hạn như là chúng ta thấy là nếu mà chúng ta đọc trong
khi trường bộ rất nhiều các cuộc thảo luận này đến là chỉ muốn tranh biện là hơn thua với Đức Phật rồi vân vân, nhưng mà cuối cùng thì sau khi mà Đức Phật thuyết pháp thì họ cũng đã phải thuận theo Đức Phật, thì phản ứng thuận nghịch là Đức Phật không có nhưng mà những người khác thì có vân vân. Đối với sân si, Đức Phật cho thấy rất rõ là cái thân giáo của ngài không có những việc đó thì rõ ràng là kim cánh phải là cho ngài, còn tất cả những cái đại sư khác những cái pháp này rõ ràng họ nhìn thấy rõ ràng, tức là trả lời chân chánh nhất, họ phải thấy được rõ cái điều đó là những cái đạo sư khác có, thì rõ ràng là những cái đạo sư khác không phải là chi kính. Tức là Đức Phật trả lời đưa ra một cái lý do cụ thể rất rõ, là thứ nhất đó là rõ ràng là ngài cứu cánh, ngài đã đạt đến cứu cánh, còn những người khác chưa đạt đến cứu cánh, và chỉ có cái người mà đạt đến cứu cánh thì mới chỉ những người khác đạt được những đến quả cứu cánh mà thôi. Thì đến đây Đức Phật sang trang số 104, Đức Phật phân tích tiếp này. Đức Phật phân tích tiếp cho thấy rằng là tất cả thế gian đang bị rơi vào những cái quan điểm sai lầm, hay là những cái chi kiến, cái chấp thủ sai lầm. Có hai loại chi kiến hay quan điểm: hữu kiến và phi hữu kiến. Hữu kiến và phi hữu kiến là gì, chúng ta biết không? Nó chính là chấp thường, chấp đại. Nó chúng ta mở trang số 105 cái phần cuối cùng đó. Hữu kiến là thường luận hay chất thường, tin bản ngã là trường kiểu, hữu tức là còn mãi. Phi hữu kiến là gì? Tức là đoạn diệt luận hay chấp đoạn, nghĩa là cho con người chết rồi là hết, không có tái sinh để chịu quả báo về các hành vi thiện ác của mình. Thì Đức Phật nói rằng là trên thực tế đã có rất nhiều các cái quan điểm ở thời Đức Phật, nhưng mà tương đương lại chỉ có hai thôi, tức là chất thường và chất đoạn, hay nói cách khác là hữu kiến và phi hữu kiến. Thì ở đây chúng ta thấy là cái phản ứng thuận nghịch một lần nữa lặp lại này, tức là người mà cố chấp vào hữu kiến đó thì bị chướng ngại bởi phi hữu kiến, tức là chấp thường đó, nhìn những người mà chấp đoạn là khó chịu rồi, và ngược lại cái người mà chấp đoạn nhìn những người chủ trương chấp thường là thấy khó chịu rồi. Chúng ta thấy là chúng ta mà ủng hộ ông Trump mà nhìn những người ủng hộ ông Biden là chúng ta khó chịu, và chúng ta ủng hộ ông Biden mà nhìn những người ủng hộ ông Trump là chúng ta thấy khó chịu rồi. Ta thấy là thành lập là hai phe để đấu tranh nhau. Ở đây không, mình không liên quan đến chính trị, nhưng mà đưa cái ví dụ chúng ta thấy là đương nhiên chúng ta đã thành lập là hai phe để mà chống đối nhau. Chứ thực tế nếu mà chúng ta đạt được cái bình đẳng của cuộc đời thì phe nào thuộc phe nào chúng ta cũng nhận biết mà thôi. Chúng ta thấy biết và biết như thế, và chúng ta đối với Đức Phật chúng ta thấy là gì? Ngài thấy biết như thế, và ngài thế gian thấy biết như thế, ngài cũng thấy biết như thế, nhưng ngài thấy biết nhiều hơn thế nữa. Tức là thấy là có cái tranh chấp này, có cái tranh chấp kia, mà chúng ta phải vượt qua cái tranh chấp đó. Mà cái mức độ của chúng ta thì cũng còn phải tu cũng khá lâu nữa mới vượt qua được cái đó. Còn bây giờ cái phản ứng của chúng ta mà ủng hộ như vậy là bình thường thôi, bởi vì cái việc chính trị nó liên quan đến cuộc sống của chúng ta, liên quan đến rất nhiều thứ của chúng ta, đó là cái quyền. Bởi vậy nên là có cái quyền bầu cử như vậy, nên là chúng ta được phép với cái thế là tuyệt đối này, chúng ta được phép. Tôi nói là ông thầy cũng lên cũng phản đối, chúng không được ủng hộ Trump, không được ủng hộ Biden, thì chúng ta thấy là cái đó là thầy không có ủng hộ, tức là thầy không chỉ cái điều đó. Chúng ta được quyền theo cái quan điểm chúng ta thấy ông này lên lãnh đạo là tốt, chúng ta ủng hộ, chúng ta vote cho ông thôi, đó thôi, không có gì hết. Người nào không như thật, tức là tiếp tục cái phần là người chướng ngại, tức là chúng ta thấy rất rõ rằng là người chấp thường ở đây chúng ta thấy là vượt qua chấp thường chấp đoạn. Đây mặc dù một cái câu rất ngắn gọn này, rất là đơn giản như này, nhưng mà chúng ta thấy đây là cả một cái triết học tính không, tức là chúng ta phải vượt qua cả thường cả đoạn, tức là chúng ta thấy cái này là thấy cái này, như là thường vẫn nói đó là một cái triết học tính không, rất là sau này phát triển ra. Người tiếp tục này, người nào không như thật tuệ chi sự tập khởi và sự đoạn diệt của hai loại kiến ấy, vị ngọt nguy hiểm và sự xuất ly khỏi chúng, thì những người đó, tức là Đức Phật đưa đến, Đức Phật giải thích tại sao mà có tham sân si chấp ái chấp thủ cho đến không hí luận như cái đoạn trên đó, là do cái nguyên nhân của nó chính là do chúng ta rơi vào hai cái trường hợp này: một là chúng ta chấp thường, hai là chúng ta chấp đoạn, dẫn đến là sân si, tham sân si khỏi ái chấp thủ rồi đưa lý luận nó khởi lên. Và ngay ở trong đây chúng ta thấy là Đức Phật cũng dạy chúng ta con đường chúng ta đoạn diệt cái đó. Tức là con đường ở đây có hai. Con đường thứ nhất là gì? Là người nào không như thật tuệ chi sự tập khởi và sự đoạn diệt của hai loại kiến đấy.
cái chỗ này cũng rất là thâm trầm, mà đây là chúng ta thấy là sau này nếu mà có thời gian phân tích một cách chi tiết tỉ mỉ đó, đó là hai cái hướng đi của chúng ta. Hai hướng đi là chúng ta đạt được đến giải thoát, đạt được đến bốn quả sa môn cho đến cái cao nhất là A La Hán, mà chắc là chúng ta không có đủ thời gian tạm thời chúng ta biết ở đây có hai con đường. Tuệ chi sự tập phẩm sự đoàn diệt, tức là chúng ta tuệ chi về tư đế đấy, và vi ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly, thì tạm thời chúng ta cũng biết đây chính là chúng ta tu định. Bởi vì chúng ta thấy được vi ngọt, thấy được sự nguy hiểm, chúng ta vượt xa thoát ly của nó, tức là gì, chúng ta đạt được cái sản nhận thanh định. Sản nhận tức là gì, tức là chúng ta bình đẳng ở đây chính là định, tức là một cái tu về tứ diệu đế, hay nói một cái cách chính là duyên khởi, thì nó là tu tuệ. Và cái thứ hai, vì ngoài sự nguy hiểm và sự xuất ly, nó chính là định. Tạm thời chúng ta cứ biết vậy, thì chúng ta khi mà có định và có tuệ đó, thì lập tức là chúng ta thoát ly khỏi tham sân si chấp ái phản lý phân biệt ý luận. Thì những cái người và tất cả thế gian nó còn rơi vào hữu kiến và phi hữu kiến, chấp thường chấp đoạn, cho nên không thoát ra khỏi tham sân si. Còn sân si là do hai cái ý do này, thì Đức Phật nói rất rõ là ngài ở đây thông qua cái này, ngài chúng tôi thấy rất rõ là ngài đã tu tuệ, ngài đã tu định, ngài đã tuệ chi được tập khởi và đoàn diệt của hai loại kiến này, cũng như là ngài thấy được vì ngoại sự nguy hiểm và ngài đã xuất ly khỏi chúng, cho nên ngài không còn tham sân si. Cái lý do mà ngài không còn tham sân si là ở đây, thì rõ ràng là cứu cánh là chỉ có dành cho ngài mà thôi. Và tiếp theo thế này, con đường hướng thượng và cứu cánh đó là nó phụ thuộc vào cái bốn thủ là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Cái này cũng rất là thâm trầm và cái này nó cũng rất là tắc rối. Chúng ta tạm thời biết được đó là chúng ta còn chấp vào, chúng ta hiểu nôm na dục thủ tức là gì, tức là những cái tham ái của giác quan, của sáu giác quan của chúng ta, tức là những cái dục thủ này là những cái rất là thô, rất là tức là chúng ta mắt chúng ta thấy cái đẹp chúng ta bơ vào, tai nghe âm thanh để chúng hay chúng ta được theo vân vân. Thì cái này là cái tiếng thô, bắt đầu dần dần lên tiếng thủ, dưới cấm thủ, ngã luận thủ, thì nó tế hơn một chút, tức là những cái người này đã có cái ý hướng thượng rồi, nhưng mà chỉ có điều là đi con đường không đúng mà thôi. Thì chúng ta hướng vào dục thủ là cái này là cái thô, nó không phải là thô mà tế thì cũng rất là tế, nó là một cái chướng ngại lớn nhất của chúng ta từ thô đến tế, cho đến tận khi mà chúng ta đạt được. Chúng ta đạt được kết quả gì thì chúng ta mới hết được cái dục thủ này. Quả gì? A La Hán. Là đúng rồi. Chúng ta phải đạt được đạt. Không, dư lưu thì có thể đạt được kiến thủ. Là đúng rồi. Tức là chúng ta thấy là có 10 kết sử, cái này nó đưa dục thủ này nó đưa đến, tức là nếu mà đến là tính tướng thô thì chúng ta thấy là nếu mà tính tướng thô thì là sơ quả đã trừ được thân kiến nghi giới cấm thủ rồi, thân kiến nghi giới cấm thủ, dục thủ đây tức là tham dục đó, tức là nếu mà nói về cái tướng thô cho đến tế là nó chính là tham đó. Thì tham nó có tướng thô là tham giác quan bình thường, và chúng ta thấy là có một cái tướng tham cái trên thực tế cái ngã luận thủ đó nó chia ra vậy thôi, nhưng mà nó vẫn thuộc về tướng tham, tức là tham mình tồn tại. Còn là như thế đó thì chúng ta thấy là nó cái dục thủ này nó phân tích ra thì nó có nhiều lắm, nhưng mà theo cái giải thích thông thường đây trên thực tế thì đây có giải thích, nhưng mà cái giải thích này nó chỉ là trên cái bề mặt ban đầu thôi. Trang số 107 chúng ta thấy này, dục thủ là chấp vào quái lạc giác quan, kiến thủ là chấp lý thuyết, giới cấm thủ là giữ chặt giới cấm không đưa đến giải thoát, ngã luận thủ là chấp cái ngã sẽ trường tồn bất biến, hoặc ngã rồi sẽ hoại diệt. Thì đó là phân tích về bốn thủ. Và ở đây Đức Phật cũng nói rằng là các sa môn và la môn khác có thể liễu chi được ba cái thủ đầu, tức là chỉ có liễu chi trên bề mặt mà thôi. Tức là có thể các cái ngoại đạo sa môn và la môn khác có thể thấy được dục thủ, tức là liễu chi được dục thủ, biết được nó đó, và thấy được kiến thủ, thấy được giới cấm thủ, nhưng mà không thấy được ngã luận thủ. Ngã luận thủ là cái này nó vi tế nhất, nó khó thấy nhất, chứ không phải là nó thô nhất.
nó rất là tế nên chúng ta không nhìn thấy được, phải tu rất là cao chúng ta mới có thể thấy được cái điều đó. Thì cũng nói rất rõ là sơ quả thì có thể đã trừ được ba cái ban đầu, đúng không? Thì cái như ta nói đấy, cái ngã luận thủ đó là phải cái này mà phải có thời gian nhiều thì mới giải thích được hết. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ tạm thời biết là có bốn cái thủ: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Cái dục thủ là cái thô nhất, và cái tướng tế của nó, nếu mà chúng ta nói về cái tướng tế đó thì nó là khó đoạn trừ nhất. Khó đoạn trừ ở đây tức là tại vì là nó sâu kín, nó cái dục thủ nó có thể bao trùm đến cái ngã luận thủ, bởi vì cái ngã luận thủ của chúng ta như đã nói trên thực tế là cũng là ham muốn về cái ngã mà thôi. Thì đó là cái tướng tế của nó. Và chúng ta chia sẻ ra thì cái ngã luận thủ thì nó sẽ thành cái khó đoạn nhất, bởi vì chúng ta khó thấy nhất. Và có cái câu chuyện của ngài Kamala như đã nói, tức là ngài đã đạt được đến A La Hán rồi nhưng mà vẫn còn cái mơ hồ cái tôi là, tức là cái ngã luận thủ đó. Thì Đức Phật nói rằng là tất cả các sa môn và la môn khác có thể thấy được dục thủ, thấy được kiến thủ, thấy được giới cấm thủ, nhưng mà không thấy được cái ngã luận thủ này, tức là không có thể đạt được đến cái quả cao nhất là quả A La Hán. Và trong cái pháp mà tất nhiên là không thấy được cái ngã luận thủ rồi ấy, thì ba cái pháp còn lại mà tuyên bố rằng là thấy thì cũng phải hoàn lại. Đó chính là cái lý do tại sao mới quay trở lại tại sao dục thủ mới là cái tinh tế, nó là khó đoạn trừ như vậy. Bởi vì Đức Phật nói rất rõ này, tức là nếu như mà đã không thấy được ngã luận thủ đó thì có cái chấp hữu, tức là có cái chấp tôi, thì rõ ràng ngược lại ba cái thủ đầu tiên anh phải còn thôi, không thể thoát được. Thì Đức Phật nói rằng là trong một cái giáo pháp như vậy còn thiếu sót như vậy đó, thì dù có bốn cái pháp như là tinh Phật, tinh Tác, tinh Tăng và tinh Giới đó, thì cái pháp đó cũng không đưa đến hướng thượng sang trang bên lại, không hướng thượng, không đưa đến tịch tích niết bàn. Còn ngược lại thì Đức Phật ngài đã tinh quang, ngài đã trải qua tất cả các cái dục thủ kiến thủ này. Trong khi Trung Ương Đức Phật có nói rất Đức Phật có trình bày rất rõ rằng là ngài trải qua rất nhiều đời nhiều kiếp đó, ngài tức là ngài hưởng thụ dục lạc trong cái rất nhiều đời, rồi ngài hưởng thụ về các, tức là ngài có rất nhiều các kiến chấp, rồi ngài trải qua giới cấm thủ, ngã luận thủ thời gian rất là dài, nhưng mà ngài thấy được cái ban đầu là cái vị ngọt, cái sự nguy hiểm, và cuối cùng ngài đã xuất ly khỏi nó. Thì Đức Phật nói rằng là ngài đã kinh qua, tức là ngài đã chân chính hiển thị được là ngài đã từ bỏ tất cả bốn cái thủ này, tức là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ, cho nên là trong giáo pháp ngài mới có thể đưa đến được cái quả vị giải thoát, giác ngộ, đưa đến hướng thượng. Và đoạn tiếp theo là Đức Phật phân tích rằng là nguồn gốc, tức là nguyên nhân ở đâu mà có bốn cái chấp thủ này, thì đó chính là 12 nhân duyên. Nó quay lại trở đến cái hữu đó, tức là chúng ta chấp vào thường, chấp vào đoạn, tức là chấp chúng ta có hay không có, cái tôi của chúng ta tồn tại mãi mãi hoặc là cái tôi của chúng ta đoạn diệt, thì nó cũng là chấp vào cái tồn tại của chúng ta mà thôi. Thì từ cái chấp hữu đó nó đưa đến cái ái và đưa đến luân hồi sinh tử, thì nó sẽ đưa đến bốn cái chấp thủ kia. Thì nguyên nhân mà sinh ra những cái chấp thủ đó chính là 12 nhân duyên. Thì Đức Phật đã từng bước cho chúng ta thấy rằng là đạo Phật là được đạo Phật bậc đạo sư, tức là Đức Phật cũng như giáo pháp của ngài được tuyên thuyết bởi một người đã chân chánh giác ngộ, và giáo pháp của ngài là chân chánh và cứu cánh. Và trong một cái giáo pháp như vậy thì rõ ràng sẽ đưa đến được tứ quả A La Hán. Còn những cái đạo khác thì còn chấp thủ, còn chưa có đưa đến cứu cánh, thì rõ ràng là còn thiếu sót, thì đã thiếu sót thì không đưa đến giải pháp hoàn toàn của bốn quả A La Hán được. Thì đó là cái sự khác biệt giữa đạo Phật. Tức là nói chốt lại một câu, tức là để có được cái bốn quả đó, A La Hán đó, thì chúng ta phải thực tập được cái pháp vô ngã. Tức là Đức Phật đã tuyên bố vô ngã, và những đạo khác do không đạt được bốn quả này bởi vì họ còn chấp ngã, cái mấu chốt chính là do chấp ngã mà sinh ra. Thì đó là cái sự khác biệt lớn nhất giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Và chính nhờ cái vô ngã này mà có thể giống được cái tiếng giống sư tử, là chỉ có trong giáo pháp của chúng ta mới có những cái điều hướng thượng tốt đẹp và bốn quả A La Hán. Thì đó là nội dung của bài kinh ngày hôm nay. Chúng ta tạm dừng ở đây.
buổi sau chúng ta học tiếp cái bài Đại Tiên Sư Hưởng Ống. Chúng ta hoàn nguyện. Nguyện đem công đức